Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, chiều ngày 2, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nơi đang điều trị 3 người bị thương trong vụ xe bán tải tông hàng loạt xe máy ở Phú Yên vào tối ngày 30 tháng 11 cho biết, chị Trịnh Thị Kim Loan, sinh năm 1984, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên, cùng chồng là Huỳnh Chí Đôi, sinh năm 1993, và con gái là bé Huỳnh Thị Băng Tâm, 9 tháng tuổi, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, thông tin dẫn nguồn từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên, chị Loan đã tử vong vào sáng ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, bác sĩ Hồ Việt Mỹ thông báo, báo chí lấy nguồn tin ở đâu thì không biết, chị Loan vẫn đang nằm đây và đang điều trị. Tuy nhiên, trong tình trạng nguy kịch, chị Loan vẫn hôn mê từ lúc vô, phải thở máy. Anh Đôi, chồng chị Loan thì đỡ hơn. Trước đó, lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11, trên đường Phước Tân, Bãi Hà, thuộc địa phận thôn Đăng Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, xe ô tô bán tải biển kiểm soát 78C08544 do Võ Duy Đô, sinh năm 1988, trú huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển, lưu thông với tốc độ cao, đã liên tiếp ủi nhiều xe máy và xe đạp điện. Hậu quả, 7 người thương vong, trong đó có nhiều trẻ em. Thông tin ban đầu cho biết, Võ Duy Đô điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn vượt mức cho phép và không có giấy phép lái xe. Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 12, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE cho biết hiện đang báo cáo với Cục Cảnh sát Giao thông về việc một số tài xế tự tháo barrier quay đầu trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Phòng tuần tra kiểm soát Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác nhận, bước đầu qua báo cáo của đơn vị quản lý cao tốc cho thấy các tài xế tự tháo barrier tại km 15+300 đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vụ việc này xảy ra sau khi có vụ va chạm trên tuyến khiến phương tiện bị dồn ứ vào chiều ngày 1 tháng 12. Đây là cao tốc, việc tự dỡ barrier để quay đầu là quá nguy hiểm. Hiện VECE đang rà soát các phương tiện, Cục sẽ căn cứ từ hình ảnh tra cứu biển số để mời các tài xế đến làm việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo các chuyên gia giao thông, cao tốc có tốc độ từ 80 đến 120 km/h. Do đó, việc tài xế tự tháo barrier rồi điều khiển xe quay đầu đột ngột đe dọa an toàn giao thông. Sau một thời gian thí điểm cho tàu vào rời cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh an toàn qua tuyến luồng tạm được thiết lập tại khu vực tàu Việt Sun Integrity bị chìm, đến ngày 2 tháng 12, luồng tạm hàng hải này đã chính thức được thông tuyến, cho phép các tàu có độ mớn nước lớn qua lại. Để thông tuyến luồng tạm này, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, các cơ quan liên quan đã triển khai thí điểm cho 53 lượt tàu vào rời cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tàu vào cảng là 25 lượt, chiều dài tàu lớn nhất là 207m và mớn nước tàu lớn nhất là 9,8m. Trong thời gian tới, cảng vụ sẽ điều tiết tàu thuyền có mớn nước lớn hành trình theo tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu. Các tàu thuyền có mớn nước nhỏ sẽ được điều tiết theo tuyến luồng hàng hải Xoài Rạp, sông Dừa, sông Đồng Tranh. Trước đó, vào rạng sáng ngày 19 tháng 10, tàu vận tải Việt Sun Integrity thuộc Công ty Cổ phần Việt Nhật tải trọng trên 8.000 tấn chở theo gần 300 container trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Hải Phòng thì gặp sự cố và bị chìm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Canh Tí năm 2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu không để ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình. Cụ thể, yêu cầu các nhà đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng đường thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường được giao, ưu tiên trọng tâm quét dọn vệ sinh trên mặt đường, mặt cầu, dặm vá ổ gà, sửa chữa khe co giãn hư hỏng, xử lý hằn lún vệt bánh xe, bạt lề khơi thông rãnh, cống thoát nước, cắt xét, phát quang cây cỏ, dặm vá sơn tim đường, lau chùi biển báo, tăng cường kiểm tra tình trạng các cầu, chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng trên các tuyến đường đang khai thác có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không để ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tí năm 2020. Sở này yêu cầu các bến xe dự phòng phương tiện phục vụ và tăng cường để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách khi cần thiết. Các bến xe tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện hư hỏng, chưa đảm bảo chất lượng, kiểm tra, giám sát lái xe và phương tiện qua hệ thống giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các lái xe cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ và các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải. Sở này cũng yêu cầu từ chối phục vụ phương tiện và chủ phương tiện đưa xe không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Kiên quyết không cho xe chở quá tải, không bảo đảm các điều kiện xuất bến, lập biên bản đối với các đơn vị và báo cáo về sở để xử lý theo quy định. Các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sự việc diễn ra vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều ngày hôm qua 1 tháng 12 tại cao tốc Long Thành Dầu Giây. Thời điểm này, trên cao tốc Long Thành hướng về thành phố Hồ Chí Minh có xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện khiến đoạn đường ùn tắc kéo dài. Các tài xế đã chủ động đánh lái, dẹp gọn ô tô sang hai bên đường để xe cứu thương có thể dễ dàng lưu thông qua đây. Hành động đẹp của các tài xế nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên các mạng xã hội và khiến người ta không ngừng tán thưởng. Được biết, đến khoảng 18 giờ 25 phút cùng ngày, hiện trường tai nạn được giải quyết xong, phương tiện bắt đầu di chuyển chậm qua khu vực. Ngày 2 tháng 12, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục điều tra hoàn tất thủ tục xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với tài xế xe tải. Theo đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 30 tháng 11, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 73C06686 lưu thông trên tỉnh lộ 542C thì cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh tài xế dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn và quá tải theo quy định. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, cho xe đâm thẳng vào hai cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Khi tài xế nhấn ga bỏ chạy, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã nhảy lên bám vào cánh cửa bên phải xe tải, nhưng tài xế vẫn quyết không dừng lại. Sáng ngày 2 tháng 12, trên một số diễn đàn phượt xuất hiện một clip dài 2 phút ghi lại cảnh một nhóm tay lái chạy bốc đầu xe máy liên tục trên khúc cua đường đèo Hải Vân, phường Hiệp Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong clip này, có thể thấy rõ một số thanh niên điều khiển xe máy chạy lạng lách nhiều lượt ngay khúc cua cây thông cô đơn, một điểm check-in thu hút rất đông khách du lịch qua đèo Hải Vân. Trong đoạn clip có thể thấy rõ người ngồi quay ở quán cà phê ghi lại màn trình diễn đùa giỡn với tử thần các tay đua trong tiếng hò reo cổ vũ. Có nhiều thời điểm xe máy bốc đầu khi ôm cua, trong khi nhiều xe chở khách chạy hướng đối diện cũng đang đổ đèo với tốc độ cao. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức lại giao thông xung quanh khu vực bến xe Miền Đông mới trước khi bến xe này đưa vào hoạt động. Cụ thể, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tiến hành cải tạo tầng, tổ chức một số phương tiện giao thông mới xung quanh khu vực bến xe Miền Đông mới. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng trên quốc lộ 1, đường Hoàng Hữu Nam, đường số 400 nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực. Việc điều chỉnh bố trí giao thông như trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi bến xe mới đi vào hoạt động, xe cộ, người dân đi lại tại khu vực này thuận tiện, an toàn, hạn chế các tình trạng ùn tắc, kẹt xe. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Thưa quý vị và các bạn, chậm tiến độ, đội vốn và chưa biết ngày nào có thể khai thác thương mại. Đó là thực tế của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay. Mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội là khai thác thương mại vào tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, thì nhiều chuyên gia về giao thông cũng tỏ ra hoài nghi về tính khả thi. Các chuyên gia về giao thông cho rằng, với tính chất thi công dễ nhất, tức không có đoạn đi ngầm và được khởi công từ sớm. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông hiện được ví như bảo tàng về kinh nghiệm thất bại khi đội vốn hơn 2 lần, hạn khánh thành bị kéo dài đã hơn 4 năm. Trong khi đó, với 1% công trình chưa hoàn thành, loay hoay triển khai thi công hơn một năm nay thì đã gây ra nhiều bức xúc xã hội. Có thể nói là tính an toàn đây bằng không, chẳng có gì xác nhận cả. Cho nên gần như là án bây giờ ở cái dạng không khả thi. Và tốt nhất là nên nghiên cứu và thập thứ dừng lại, chứ cứ để thế nó dai chẳng mãi, chẳng giải quyết được đâu. Đáng nói hơn, sau hơn 2 năm vận hành thử chuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông với gần 1.000 nhân viên lái tàu, dự án chưa khai thác thương mại đã khiến nhiều lao động không khỏi chán nản. Thống kê cho thấy có tới 28% lao động đã bỏ việc. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 681 người đang tham gia vận hành tuyến đường, chia làm 21 trung tâm, bộ phận, chưa bao gồm nhân viên bảo vệ, vệ sinh tại các ga. Trong đó, 50 nhân viên quản lý thuộc các phòng chức năng như quản lý lái tàu, quản lý ga, sửa chữa công trình, đầu máy toa xe. Tuy nhiên, với những vướng mắc chưa thể tháo gỡ, thì nguy cơ người lao động bỏ việc hiển hiện. Nếu mà sau bao nhiêu năm rồi, vốn tăng như thế rồi, đến bây giờ cũng còn có 1%, và 1% này chắc tình hình này chắc cũng không giải quyết được. Thì phải giải quyết theo kiểu thất bại đi thôi. Thì là nhanh nhất, thà đau một lần thì chúng nó gọn. Chứ bây giờ sử dụng nữa thì an toàn không có thì chết người. Nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là vấn đề bàn giao cái quản lý phần mềm khi điều hành cái đoàn xe này. Bởi vì quản lý phần mềm là liên quan đến an toàn. Nếu như có vấn đề gì về trục trặc thì chúng ta xử lý thế nào? Đấy vấn đề. Để lại cái tai nạn nghiêm trọng đối với đường sắt thì rất nguy hiểm. Vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là cái hiệu quả thì cũng không quan trọng lắm, nhưng cái vấn đề là an toàn cho hành khách và nó giữ, mà khi chúng ta đã phát hiện rồi là thời đại công nghệ 4.0 này, người ta có thể điều hành tất cả các thứ, ngồi ở nhà, ngồi ở nơi khác điều hành từ xa, cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Khi mà chúng ta những chưa nghiệm thu được cái phần mềm mà quản lý an toàn của đường sắt thì chúng tôi cho rằng không nghiệm thu là đúng. Vẫn biết rằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là công trình đầu tiên về đường sắt đô thị mà Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện. Nhưng vướng mắc của dự án hiện có thể coi là bài học thất bại vì nguồn đầu tư công thiếu hiệu quả và gây lãng phí nghiêm trọng. Bản tin Giao thông An toàn ngày 2 tháng 12 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.